Hello cả nhà, vườn rau sạch của chị Phương Vlog đã trở lại đây nè. Cả nhà cũng biết là bây giờ cái vườn rau trên sân thượng của tôi không còn nữa, cho nên là bây giờ thì chị Phương phải làm lại từ đầu hết thôi. Bây giờ là cái khâu chuẩn bị cũng sắp hoàn thiện cái khu vườn rau mới nè. Xong rồi bây giờ là mình bắt đầu chuyển qua mình trộn đất ha. Đó, đất là cầm có đất, có sơ dừa nè, rồi mấy cái trắng trắng là bỏ trứng, rồi phân bò nè, phân bò rồi phân bò là vàng vàng nè, xong rồi còn tiếp theo cuối cùng là mình sẽ bỏ cái bã cà phê vô, rồi trộn đều và chúng ta tất cả mọi thứ và chúng ta sẽ bắt tay vào ươm cây thôi nào, gầy dựng lại vườn rau sạch mới cho chị Tư thôi. Rộng quá vậy ta? Rộng quá phải không? Phải hy vọng là cái cây nó lớn mà nó bự chà bá lòi chứ chà bá nồi á, cho nên mới làm rộng vậy đó. Em làm sao đây không? Không phải, tại vì em làm sao đây thì nó không có đụng với cải nha, nhiều quá hiểu không? Gần quá không ta? Có lẽ còn cây đó mà giờ lỡ bổ quá. Nói chung là giờ này là khuya tối rồi mà bị ép được xuống đây làm đó. Cái giờ này là giờ nghỉ ngơi, rất là mệt mỏi. Đây là xà lách búp. Mình đã thí nghiệm thành công được 3 khay rồi. Wow. Bây giờ là mình sẽ trồng tiếp xà lách búp. Tại vì tôi thích trồng những cái gì mà thiết thực, chúng ta sử dụng được, chứ đừng có trồng những cái mơ hồ. Đừng có như ai kia mà đặt bông hoa đồ làm đẹp cho đời mất mặt. Trồng gì thiết thực đi. Bây giờ cái mà tôi đang cần trồng đó là dưa hấu. Ở chút coi, mới nhắc, mới quên nhớ rồi. Ủa, tới đâu rồi, mấy rồi? Tại vì dưa hấu á là ươm từ bữa giờ mà sao nó chịu nảy mầm trời. Chắc hay là cái ba cái hạt tầm bậy tầm bạ rồi, nó không có nảy mầm gì cả nhà ơi. Qua Tết rồi bắt đầu bắt tay vào gầy dựng lại vườn rau. Nhưng mà không biết có ai mà giống như mình gầy dựng vào buổi tối, đem khuya đốt đèn đi nè. Và bây giờ trồng đầu tiên là chúng ta sẽ trồng đây. Đây là ba dãy cải xanh. Ở đây cũng là ba dãy nhưng bị ăn cắp mất không dãy đem qua bên kia rồi. Đó. Đây là xà lách búp nha. Và sắp tới là khi mà cái này nó ổn định mỗi ngày một chút thì sẽ trồng mấy cái họ mà họ dưa leo ha. Họ dưa leo như bí bầu quá. Khổ qua, nói chung là cái vườn rau cũ của tôi sẽ làm lại. Tại vì bây giờ là nó đã mất hết trơn, giờ mình phải làm lại thôi. Bây giờ khuya rồi, thì trước mắt là vậy đi. Mỗi ngày một chút chứ đâu có thời gian đâu mà làm một lần được. Cho nên là mỗi ngày làm một chút. Khi nào nó có thu hoạch, nó có tiến triển thì sẽ giới thiệu tiếp cho mỗi ngày cái vườn coi nó lên sao. Xong rồi chút tiếp mới ra chúng ta phải chăm bón lại cái cây ổi, cây chanh, cái gì, cốc không ta, đúng rồi đó. Trước mắt là vậy đi đó, rồi ươm thêm mấy cây kia nữa, rồi không mỏi giò quá. Bây giờ cho chị cắt ngắn thôi, không cần cột nhiều đâu, cột cho nó giữ lại thôi chứ đâu cần. Sao đậm cái gốc này không đúng không? Nhưng mà sao kiểu này sợ nó đậm gốc không biết có sao không? Rồi cho mình đậm nó luôn đi.
nè, cũng bỏ này đi nè, lá hư nè. Cái này là cây đậu bắp nè. Cây đậu bắp giờ biết sang đi đâu đây. Để đi, đi qua chỗ khác ở. À, cái này là cái này tẻ nhánh, còn cái này mới là cây chính của nó nè, cái này nó tẻ nhánh rồi. Chứ cắt đọt mà nó tẻ nhánh là mình gãy luôn cái đọt này rồi. Bây giờ nằm xa, bây giờ cho nó ở đâu đây? Suy nghĩ thôi. Cái cây này ra đi mệt, cái cây này nó mắc kẹt rồi. Rút ở đây ra. Nói chung là mình ra trễ quá, nó ốm yếu lắm. Sao nó khô quá vậy nè. Trời ơi, cái rễ của nó nè. Đây là cây đồng đũa. Giữ cái này lên, giữ cái này lên. Trời ơi, uổng ta bữa giờ không biết cắt cái kia. Để vậy là nhiều đất hơn. Mỗi cần mình phải ấy lên. Tự sao bỏ mấy cây này lại. Quá trời đất luôn hết chưa. Sợ nó sống không được. Trời ơi, chị nói chị cái thà là chị trên một ấy cây mới luôn cho rồi. Mãi để quên, xây quá. Có lấy cái chùm cho chị mấy cái dây chị cột đấy. Nó chặt từ từ giờ bữa mình tháo ra. Giờ đây cho nó lên cái mình giữ nó không chịu đi. Không đi nó mất công. Mình cây đậu đũa kia ăn cái na kia ngon quá, còn biết cái na này cái sao. Cái này là cây đậu đũa. Cây đậu đũa mà thường người ta thường gọi là cái bé na. Có người rất là sợ cái bé na này. Nói chung là xong. Còn nó có, tại vì mình phải mua mình cái cây từ đầu đó, nó mình phải cho nó mạnh từ đầu, còn bây giờ nó bị như vậy là nó bị mụn quá, nó yếu. Cây này còn đỡ, còn hai cây này chắc là bỏ rồi không chơi nữa. Cây cà chua thì có cây cà chua thôi. Đây là hai cây cà chua bi. Cà chua bi có nghĩa là cái cà chua nhỏ xíu như xíu như xíu. Thì mình cứ bay cho mình sạch sẽ ra. Cái cà chua bi này là cái bé này, tự nhiên cái bé này bé ốm nhách tại đó con nhồng mà. Còn cái bé này thì lùng, là bé này có lá, tại bé này bữa nó bị hư nè. Cái lá nó bị sâu vẻ bùa cho nên là cắt bỏ, nhưng mà sao nó có cái bông nè, để nó coi coi. Như là cà chua bi không cắt đọt. Không có ngắt đọt thì phải. Cà chua bi này như không có ngắt đọt. Hình như không cho nó có mấy cái này thì phải. Để cho nó nuôi cây nha. Không cho nó tắt nhánh, mấy cái nhánh nhỏ nhỏ. Như cái chỉ ba này nè, như không cho để. Mà nó còn nhỏ quá à, với lại bữa giờ mình chưa chăm sóc. Bây giờ để từ từ coi. Bây giờ mình cứ ngắt đọt, nó hơi bị mụn. Ngắt đọt và nó sẽ tẻ nhánh, mà chưa gì nó đã tẻ nhánh rồi, nhưng mà nó mạnh nè. Có bông rồi nè, chuẩn bị có bông rồi nè. Nhưng mà bầu không trồng được một cây, tôi quên. Trồng cây đuổi nó không có cái bông đực, bông cái, cái thấy mù tổ, không có thụ phấn nó được bữa, giống như bữa vậy đó. Không trồng bí, ngang ngược không, ở đây cái đi ngang đây, ngang ngược không. Cải xanh đã ăn được một mớ rồi, nhưng mà bây giờ nó còn quá to, cho nên là bây giờ tôi nghĩ là tôi phải thu hoạch nó thôi. Và đây là cái thành quả của Tư nha. Thành quả nghe nói thì nghe rất là hoành tráng, thật sự ra rất là bình thường đối với người ta, nhưng đó nó rất là lạ đó với Tư này. Tư trồng mà, Tư trồng cây ăn trái thì ok, nhưng trồng cây ăn lá thì rất là khó, đặc biệt là cải còn đỡ nha, xà lách là miễn luôn. Xà lách bữa trước Tư trồng ngon lành, mà sao bữa nay nó thì đây. Chúng ta đã quay trở lại với vườn rau. Đây cái lá cải gì mà nó còn to. Nó to ơi là khủng khiếp luôn. Đó. Bây giờ để biết cái sợ nó già không, bữa mình đã thu hoạch để mình ăn ăn gì ta. Đúng ra là khi nó nhỏ nhỏ mình thu hoạch mình ăn bánh xèo nó rất là ngon.
Giờ mình lựa mấy cái lá to mình cắt kết nó lao dữ vậy ta. Đây, đây mấy cái lá mà mình lạc một lần vậy mình ăn cũng không kịp hết nữa. Đây mấy cái lá lớn này nè. Đó. Lấy mấy cái lá to to. Mà nói chung là nó đã to lắm rồi, nó to hết trơn rồi cả nhà ơi. Không dám đụng mấy cái đó. Đây. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Chết rồi, thì tôi đạp luôn rồi, kẹp lép luôn rồi. Lép luôn rồi. Đây, cái lá nó to như thế này. Mà hái bự quá là bự, bỏ vô ăn một lần là có hết nổi. Không thể nào hết nổi hết. Cái này chắc ăn đợt nữa mới được. Cái này thật ra là sà, nó là xà lách chứ không phải cải nữa nha. Xà lách gì tôi không hiểu. Đây nó xoăn xoăn như thế này nè. Tôi nhớ không lầm thì thường thường mình đi ăn mấy cái quán thịt bò đó, xong rồi người ta hay trộn vô giấm kiểu một quán bán món cái móng tay á đó. Nhưng mà nó có cái đầu tím tím nó mới ngon. Mọi người chưa có ăn nè. Còn có ai mà trồng rau muống kỳ lạ không? Đây là rau muống mầm đấy cả nhà. Còn nó lên tức cười ra rau muống mà nhúm gì nữa. Xen lẫn trong đây nó có những cây bầu, những cây bí, cây dưa leo đó. Đây, cái cây này như cái bầu chứ. Cây bên đó có cái đầu là gần như dưa leo của này, như là bí đỏ nè. Đó. Cái mốc nó lớn sẽ thu hoạch cho cả nhà. Bây giờ là đây. Bây giờ là hái được nè. Đây là được một rổ cải nè cả nhà. Mà dưới đây còn rất là nhiều đúng không? Còn rất là nhiều cái có bán hết không? Đây cái rủ để chúng mở ra cái rủ nha. Ok. Đây một rổ cải vừa mới thu hoạch xong. Nó mốt có sau sẽ cho mọi người xem. Đấy. Rồi bây giờ đang có cà chua. Có bầu. À đây nhá nhá hàng cho mọi người có bầu xíu nha. Đây. Bầu ở đây á. Mọi biết cái đợt này sao mà mấy cái gì quên rồi, mấy cái bông đực á nó bị hư hết trơn rồi, cho nên là không có thụ phấn được, chỉ thụ được rất là nhiều trái, nhưng chỉ có hai trái này lớn thôi nè đó. Còn giờ còn rất là nhiều những cái trái nhỏ nhỏ nữa. Đây cái trái nhỏ nhỏ đây, đây sắp nở nè. Ở trong đây lú lú có con bé nó nè, bé này sắp nở nè cả nhà, bé này sắp nở, thấy chưa đó. Ở đây có con trái nên thấy chưa đó. Nó chuyên mua một cái nhánh phụ. Ở đây là cái trái này là coi như là nó lớn rồi nè. Trái này là coi như không đậu nè. Cái này đậu nè. Ở đây chắc là không lớn được rồi. Chắc không đậu không nổi rồi nè. Đó. Đâu nữa. Ở ngoài đây nè. Cái trái này thụ rồi mà. Nó cũng đậu thôi. Tại vì nó không có cái nè. Đây. Một trái. Hai trái. Ba trái. Nó chuyên mua mọc ra từ những cái nhánh phụ luôn. Xong. Đây, cái dưa leo này tuy nhỏ nhưng cũng có vỏ. Ủa nó mất cái trái đó rồi, nó mất tiêu rồi. Đây nè, nó rụng rồi em ơi. Cái trái bên đây nó cũng còn sống nhưng mà nó nhỏ, chắc nó ấy, để từ từ đi. Đây, cái trái này có nè. Ở dưới nhưng mà nó không có lớn em ơi, không thấy nó lớn. Nó còn nhỏ nó cũng không nên cái trái nữa. Rồi. Bây giờ là mớ cải xanh mình thu hoạch được, nó rất là to luôn. Nó to nè. Bây giờ là không biết là chắc là sẽ nấu canh ăn ha. Bye bye cả nhà, bye bye cả nhà. Mốt có gì thu hoạch nữa tôi sẽ thông báo với cả nhà nha. Bye. Đây. Đó. Một bé. Đu bu lo đi quay đi hết quá không có không. Giờ ngó đến nó bên này nó to nè, trời ơi, không biết nó có già lắm không nữa nè. Đây. Thì nó hơi có khỉ tai chứ bộ. Không, còn non ạ, à. Trời nó mềm lắm. Đây, hai trái cho bỏ lửa nè. Đó.